Khỏe ghê. Ngon đúng không? Con nào cũng thế thôi. Cái này nó dày khoảng mấy ly anh? Cái này này. Cái này á? Cái sắt này dày 6 ly. 6 ly à? 5 6 ly. Ông này là ông tháo mở nhiều lần rồi đúng không? Nói chung phải là ông mới. Đây, đây em quay thêm cái. Đây. Rồi đang bán ốc 19 này. Cái này tháo đảo chiều ra tháo chắc đơn giản đúng không anh? Ấn nút này ra. Vâng, đúng rồi, đảo chiều ra được luôn mà. Ra luôn. Nghe điều nó có êm hơn máy kia của anh ạ. Êm hơn. Mới mà. Con kia anh dùng một ngày hết rồi. Tùy dùng ít hay dùng nhiều. Đúng rồi, bọn anh mà dùng... Ví dụ chỗ này bao nhiêu mét vuông dùng hết rồi. Nếu mà nuột súng bắn cái này là hết nhỉ. Nói chung hàng không than nó cầm pin mà. Hàng này không than. Nếu mà bắn chỗ này thì không hết được một quả. Đúng rồi. Nói chung chuyển súng này thôi. Cái này giờ triệu mấy? Cái đấy hàng nó tốt, hàng pin tốt đấy. Chứ hàng công ty còn mấy hàng này rẻ hơn. Hàng đấy hàng đắt đấy. Đây em quay thêm cho một số anh em thợ xem. Nhiều ốc phết nhỉ. Điện thoại của em không? Điện thoại của em không? Ok.